tiết lộ mối quan hệ của Thanh Hằng và mẹ chồng, dàn huấn luyện viên The New Mentor 2023 xóa tan bất hòa trong đám cưới. Sau 5 năm yêu đương kín tiếng, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và bạn bè. Dàn thí sinh The New Mentor gồm Mai Ngô, Ngọc Ánh, Kim Phương, Tường Vân, Hồng Hạnh cũng có mặt và ở cùng cô giáo đến cuối cùng. Trong đám cưới Thanh Hằng, nhập cuộc bắt bông là rất nhiều mỹ nhân chưa kết hôn của showbiz Việt. Và cuối cùng, bó hoa may mắn đã rơi vào tay Mai Ngô. Mai Ngô trở thành một nhân vật chiếm spotlight khi bắt được hoa cưới trong hôn lễ của Thanh Hằng. Nhiều khán giả cho rằng đây là điềm lành và dục Mai Ngô mau chóng nối gót cô giáo lên xe hoa. Cô nàng đăng loạt ảnh khoe bó hoa trên trang cá nhân và hào hứng chia sẻ. Coi bộ, chuyến này không chỉ truyền nghề mà còn truyền duyên rồi cô ơi. Ngoài ra ở story, Mai Ngô lại viết: sao tới nhanh vậy ạ? Xem ra người đẹp cũng nôn đến lượt mình lắm rồi. Phía dưới những chia sẻ của Mai Ngô, bạn bè và cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú, trêu cô nhân dịp này làm tới luôn, tới công chuyện. Tín hiệu vũ trụ ngày đó sắp tới rồi mọi người ơi. Nghe nôn nao ghê chứ, tôi chờ ngày đó của bà nha, là một số ý kiến từ dân tình. Bên cạnh đó, nhiều người dành sự chú ý cho bó hoa cưới được Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng sử dụng trong ngày trọng đại. Vợ chồng siêu mẫu chọn hoa mẫu đơn hồng là tượng trưng của tình yêu hạnh phúc, sự may mắn và thịnh vượng. Đây là màu sắc phổ biến của loài hoa này, thường được sử dụng trong đám cưới. Đám cưới Thanh Hằng cũng quy tụ đông đảo gương mặt đình đám V-biz như vợ chồng Kim Lý Hà Hồ, Hương Lan, Lan Khuê, Dược Sĩ Tiến, Lương Mạnh Hải, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, siêu mẫu Xuân Lan, người mẫu Mạc Trung Kiên. Vào khoảnh khắc hot nhất nhì đám cưới Thanh Hằng, không kém phần bắt hoa cưới của Mai Ngô chắc chắn là lúc Hồ Ngọc Hà, Hương Giang và Dược Sĩ Tiến khi cả ba có màn tam ca chấn động. Cụ thể, không nằm ngoài dự đoán, Hồ Ngọc Hà lên sân khấu để hát chúc phúc cho đôi vợ chồng Thanh Hằng Trần Nhật Minh. Ca khúc Hồ Ngọc Hà chọn không quá khó đoán, Cả Một Trời Thương Nhớ. Bản pop ballad đầy lãng mạn, phù hợp với lễ cưới, đặc biệt khi ở bên có cả ông xã Kim Lý của nữ ca sĩ. Đây cũng là ca khúc đã xe duyên cho cặp đôi Hồ Ngọc Hà Kim Lý năm nào. Nếu chỉ dừng lại ở Hồ Ngọc Hà, mọi chuyện không đáng nói. Đằng này, cả Hương Giang và Dược Sĩ Tiến cũng xung phong lên góp vui văn nghệ và thế là chúng ta có một màn tam ca chấn động. Về chất lượng giọng hát thì không cần phải bàn, Hồ Ngọc Hà với chất giọng dày nội lực. Lại là ca khúc tủ, được cô trình diễn rất nhiều lần nên cô không gặp bất kỳ trở ngại nào để mang đến phần thể hiện đầy cảm xúc. Còn Hương Giang và Dược Sĩ Tiến thì sao chưa rõ, vì giọng hát của Hồ Ngọc Hà hoàn toàn nuốt đàn em mất rồi. Chỉ thấy đường hình mà không nghe được đường tiếng. Được biết, một trong những chuyện khiến dân tình tò mò nhất chính là mối quan hệ của chân dài gốc Đà Nẵng với gia đình chồng. Bởi lẽ, từ khi thông báo cưới đến ngày diễn ra hôn lễ, cặp đôi rất kín tiếng, hầu như chưa có bất cứ chia sẻ công khai nào. Dẫu vậy, netizen vẫn phát hiện ra điều thú vị liên quan đến cặp vợ chồng son mà không cần đợi cả hai công bố. Đó chính là phản ứng của bà Bích Ngọc, mẹ của nhạc trưởng Nhật Minh, khi nghe người khác nói về con dâu. Cụ thể, vào ngày trọng đại của con trai, bà đã chia sẻ những kỷ niệm ngày này năm ngoái đang cùng chồng đi du lịch ở Nha Trang. Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận của bài viết đăng tải, một người bạn của bà Bích Ngọc đã nói: cưới dâu về lo việc nhà, cho ông bà thả sức đi chơi, tôi nay cũng giao mọi việc cho dâu xong. Không lâu sau đó, mẹ chồng Thanh Hằng đã thả icon thương thương cho lời nhắn nhủ, ngầm thể hiện sự đồng tình và không chia sẻ gì thêm. Hồi đầu tháng 10, bà Bích Ngọc từng tiết lộ nhà sắp có tin vui, hẳn là đang nói đến chuyện sắp có dâu mới. Trên trang cá nhân của mình, mẹ ruột của Nhật Minh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi xem con trai biểu diễn, vừa bày tỏ sự tự hào vì con mình giỏi giang lại vừa thương con vất vả với nghề. Về phần nhạc trưởng Trần Nhật Minh, anh đã nhiều lần tiết lộ công việc và cuộc sống của mình được ảnh hưởng lớn từ ba mẹ. Khi còn bé, ông xã Thanh Hằng theo học piano ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là để đấng sinh thành hài lòng chứ không thật sự đam mê. Chỉ khi sang Nga du học mới phát hiện mình yêu âm nhạc cổ điển. Sau này, khi hoàn thành việc học, một lý do quan trọng để Nhật Minh quyết định về nước là muốn dành thời gian chăm sóc ba mẹ. Tối 22 tháng 10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng đã chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng trong trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hôn lễ quy tụ dàn khách mời là những ngôi sao hàng đầu làng giải trí như vợ chồng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Hương Giang, Lan Khuê, siêu mẫu Xuân Lan, nhà thiết kế Adrian Tuấn Anh, Lương Mạnh Hải. Được biết, trước khi lễ cưới diễn ra, Thanh Hằng giấu diện mạo của chồng rất kỹ, bằng chứng là nữ siêu mẫu đăng ảnh cưới nhưng nhất quyết không để lộ mặt ông xã, dù netizen đã biết danh tính nửa kia của chị đại The New Mentor.
Vì thế, những chia sẻ của nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong lễ cưới được cư dân mạng quan tâm. Không để dân chúng chờ đợi lâu, tại khoảnh khắc đứng cạnh bà xã siêu mẫu, cùng bố mẹ gia đình hai bên, nhạc trưởng trẻ tuổi đã cho biết. Đã đứng trên rất nhiều sân khấu, nhưng quả thật hôm nay rất run. Lúc nãy MC có nói, lần đầu mình vừa hát vừa đệm đàn thế này, nhưng chắc không có lần nào nữa đâu. Tất cả những gì Minh muốn nói với vợ, đã nói hết rồi nên chắc có lẽ giờ Minh chỉ muốn cảm ơn các anh các chị. Tuy mới gia nhập hội thôi, nhưng mọi người đã bầu tôi làm hội trưởng rồi. Đó là hội những người rất thích nghe vợ nói. Xin mọi người luôn dành tình cảm chân quý như vậy cho vợ chồng Thanh Hằng Nhật Minh. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, còn cảm ơn ba mẹ hai bên. Trước đó, khoảnh khắc được cho là đẹp nhất của sự kiện là lúc Trần Nhật Minh đích thân đàn piano bài hát Mảnh ghép của hai giấc mơ do nhạc sĩ Việt Anh viết tặng. Một cách cực kỳ điêu luyện để chào đón cô dâu Thanh Hằng tiến vào lễ đường. Vốn là một nhạc trưởng lừng lẫy của Việt Nam nên việc đàn piano quá dễ dàng với anh chàng này. Màn trình diễn kết thúc, chú rể điển trai rời khỏi chỗ ngồi, bước ra đón cô dâu Thanh Hằng lộng lẫy đi vào. Không khí trong khán phòng lúc này tràn ngập cảm xúc và lãng mạn. Về phía siêu mẫu gốc Đà Nẵng, cô nàng diện chiếc váy cưới trắng tinh, xinh đẹp, tiến đến bên cạnh vị hôn phu như ý. Có thể sau nhiều năm theo đuổi chủ nghĩa độc thân, cuối cùng chị Đại đã có cho mình một bến đỗ bình yên. Thanh Hằng và Trần Nhật Minh hẹn hò được 5 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Vị hôn phu của siêu mẫu là nhạc trưởng tài năng trẻ nhất Việt Nam, sinh năm 1981, từng có thời gian du học tại Liên bang Nga. Hiện tại, chồng chị Đại đảm nhận vị trí chỉ huy dàn nhạc, công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh.